Chào bà con đến với tin giá heo ba miền hôm nay chúc bà con luôn trúng mùa được giá vui vẻ hạnh phúc bên gia đình giá heo hơi ba miền hôm nay ngày 23 tháng 10, giao động trong khoảng 47.000-53.000 đồng 1 kg tại khu vực miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2023 đi ngang trên diện rộng và giao động trong khoảng 48.000-53.000 đồng 1 kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 53.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Ninh Bình. Các địa phương còn lại trong khu vực, giá heo hơi hôm nay dao động quanh mức 49.000-52.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặn sóng và dao động trong khoảng 47.000-50.000 đồng 1 kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 50.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 47.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Ninh Thuận, Bình Thuận. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá heo hơi quanh mức 48.000, 49.000 đồng 1 kg. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000, 53.000 đồng 1 kg. Trong đó, Cà Mau hiện là địa phương ghi nhận mức giá heo hơi cao nhất khu vực 53.000 đồng 1 kg. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng được ghi nhận tại Bình Phước, Đồng Nai. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá heo hơi ổn định trong khoảng 49.000, 52.000 đồng 1 kg.